Bề mặt trái đất đang rung chuyển, những vết nứt dài làm mặt đất bị chia tách ra, những dòng sông dung nham đang chảy nhanh xuống dốc. Những tiếng nổ ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, đá và các mảnh vụn thì bay vào không trung, bầu trời thì tối sầm lại bởi những đám mây tro. Không, đó không phải là cốt truyện của một bộ phim thảm họa mới đâu. Đó chỉ là các nhà địa chất đã quyết khoan vào một siêu núi lửa mà thôi. Nhưng trước khi tôi nói cho bạn về tất cả mấy vụ khoan này, hãy để cho tôi giới thiệu cho các bạn về siêu núi lửa có thể tạo ra những vụ siêu phun trào nhé. Và khi chúng làm vậy, chúng thổi ra hơn 1.000 km khối tro, đá nóng chảy và khí nóng lên không trung. Nói cách khác, 4 vụ siêu phun trào có thể lấp đầy vườn quốc gia Grand Canyon đến tận đáy. Siêu núi lửa được hình thành khi lượng magma nóng bỏng khổng lồ đang cố gắng thoát ra khỏi từ sâu dưới lòng đất. Nó nổi lên gần bề mặt nhưng không thể phá vỡ lớp vỏ trái đất. Đó là lý do tại sao ở độ sâu chỉ dưới vài dặm có tập hợp một hồ áp suất khổng lồ chứa toàn bọt magma. Áp suất tiếp tục gia tăng vì ngày càng nhiều magma đang cố gắng trồi lên bề mặt, cho đến khi bang, một vụ siêu phun trào xảy ra. Vụ siêu phun trào gần đây nhất xảy ra ở New Zealand. Chà, khi tôi nói gần đây thì ý tôi là khoảng 26.500 năm trước. Đó là khi một siêu núi lửa bên dưới bề mặt của hồ Taupo phun ra hơn 300 dặm khối tro và đá bọt vào bầu không khí. Hãy tưởng tượng 500.000 kim tự tháp Giza vĩ đại bay lên không trung cùng một lúc mà xem. Vụ phun trào này nó mạnh kinh khủng như thế đấy. Nhưng điều thú vị và khó hiểu nhất về vụ phun trào là núi lửa Taupo không đơn giản chỉ là phát nổ như nhiều ngọn núi khác. Tất cả mọi thứ đều đang diễn ra như bình thường lúc đầu. Hơn 200 dặm vuông magma đã tích tụ bên dưới bề mặt và áp suất thì ngày càng tăng cao. Nhưng ngay sau khi tảng đá nứt ra và phần dung nham đầu tiên lao ra khỏi miệng núi lửa, đã xảy ra sự cố và siêu núi lửa đã tạm nghỉ. Chỉ vài tháng sau, vụ nổ thảm khốc đã làm rung chuyển mặt đất và hàng ngàn tấn dung nham, đá và tro bụi phun trào vào bầu khí quyển. Chuỗi hoạt động bất thường của Taupo vẫn khiến các nhà khoa học bối rối rất nhiều. Nhưng thời đại của siêu núi lửa vẫn chưa kết thúc. Cái nổi tiếng nhất trong số chúng có lẽ là ngọn núi ở công viên quốc gia Yellowstone. Tên khổng lồ này chịu trách nhiệm cho ít nhất 3 vụ phun trào cực khủng và ai mà biết có bao nhiêu vụ nổ nhỏ hơn như thế cơ chứ. Nếu con quái vật này phun trào ở bất cứ nơi nào mạnh như nó đã làm cách đây 2,1 triệu năm, nó sẽ phun ra hơn 2.500 km khối vật chất nóng đỏ. Bạn có thể hình dung nó một cách rõ hơn nếu tôi nói với bạn rằng số lượng này giống như 65 triệu tòa điện Capitol ở Washington DC cộng lại. Rất nhiều chính trị gia đấy. Dù sao thì các nhà khoa học chắc chắn rằng Yellowstone không có bất kỳ nguy hiểm nào ngày nay. Để một vụ phun trào xảy ra, magma bên trong phải nóng chảy ít nhất 50%. Với Yellowstone, con số này chỉ là 5-15%. Nhưng tất nhiên, Yellowstone không phải là siêu núi lửa duy nhất trên hành tinh của chúng ta. Taupo của New Zealand mà bạn đã biết, Aira Caldera của Nhật Bản, Thung lũng Long của California, Toba của Indonesia, bất kỳ cái nào trong số chúng cũng có thể tiêu khiển chúng ta bằng một vụ siêu phun trào đấy. Ngoài ra, còn một số cái tạm gọi là siêu núi lửa mà chúng chưa đặt tới cái tên này bởi vì chúng chưa bao giờ tạo ra bất cứ thứ gì như vụ siêu phun trào. Chẳng hạn vào năm 1883, núi lửa Krakatoa của Indonesia bắt đầu phun trào. Sức mạnh của nó xé toạc các bức tường của núi lửa và nước biển lạnh lẽo tràn vào bên trong đang nóng chảy của nó. Sự khác biệt về nhiệt độ làm núi lửa bùng nổ với sự bùng nổ chói tai mà rõ ràng đã được nghe cách 3.000 dặm ở Úc. Nó đã khiến cho vụ nổ đạt được danh hiệu âm thanh lớn nhất trong lịch sử. Nhưng ngay cả khi hậu quả của vụ phun trào thực sự là thảm họa, nó vẫn không đủ mạnh để được gọi là siêu phun trào. Nhân tiện, nếu bạn đã từng thấy một vụ phun trào núi lửa, hãy cho tôi biết tất cả các chuyện đó trong các bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ nghe tất cả về nó. Ha? Dù sao thì, điều làm phiền các nhà khoa học nhất vẫn là việc họ biết rất ít về những siêu núi lửa. Bởi vì chúng không chỉ là một vài ngọn núi lửa phát triển quá mức. Không, chúng còn phức tạp hơn thế nhiều. Xuất hiện rất sâu dưới lòng đất và mở rộng ra hàng trăm dặm, siêu núi lửa không giống như những cái khác. Các chuyên gia vẫn không chắc về quá trình kích hoạt chúng, đặc biệt là khi các vụ siêu phun trào, may mắn thay, không diễn ra thường xuyên hơn mỗi 50.000 năm hoặc lâu hơn.
Đó là một trong những lý do tại sao một số chuyên gia lại muốn khoan vào một siêu núi lửa. Nó sẽ cho phép họ thu thập các mẫu vật và kiểm tra năng lượng điện nhiệt phát sinh từ tâm của một ngọn núi lửa. Nó có thể giúp họ hiểu được nếu hoặc khi nào và như thế nào một siêu núi lửa có thể nổ tung. Đó không phải là lý do duy nhất mà tại sao việc khoan vào một ngọn núi là một ý tưởng hay. Một dự án táo bạo khác bao gồm việc tạo ra một hố sâu 6 dặm sẽ chạm tới bụng của một siêu núi lửa và bơm nước cao áp xuống đó. Đó là một mũi tên trúng hai đích, làm hạ nhiệt cho núi lửa và tạo ra năng lượng xanh. Nhân tiện, đừng ném đá vào chim nhé, nó không hay đâu. Dù sao thì hãy tự kiểm chứng. Khi nước quay lại từ lỗ khoan, nhiệt độ của nó sẽ vào khoảng 350 độ C. Nếu có một nhà máy điện nhiệt được xây dựng ở bất cứ nơi đâu gần đó, nước có thể được sử dụng để tạo ra rất nhiều năng lượng điện. Toàn bộ quá trình sẽ rất đơn giản. Đó là lý do tại sao năng lượng điện như vậy chỉ có giá 0,1 đô la cho mỗi kWh. Hơn nữa, nhờ vào công nghệ này, các kỹ sư sẽ từ từ nhưng chắc chắn sẽ rút được nhiệt từ núi lửa, giảm thiểu nguy cơ xảy ra hiện tượng siêu phun trào. Nghe tuyệt chứ, nhưng nó có thực sự là như vậy không? Mặc dù ý tưởng khoan một lỗ trên siêu núi lửa dường như có lợi ích riêng của nó, nhiều nhà vật lý, nhà địa chất, thậm chí các chính trị gia cũng còn có nhiều nghi ngờ. Giả sử bạn không khoan quá sâu vào núi lửa, chỉ đủ sâu để lấy được một số nguyên liệu để kiểm tra. Nó đáng ra là nên an toàn vì bạn chỉ cần một số mẫu đá và bạn sẽ không làm xáo trộn bên trong của cái vạc tự nhiên bằng magma này. Nhưng những gì đang xảy ra trên thực tế là bạn sẽ vào trong một cái lồng với những con sư tử đang ngủ và cố ăn cắp thức ăn của chúng. Ý tôi là bạn có thể trốn được với tình cảnh điên rồ này, hoặc một trong những con sư tử có thể thức dậy. Điều tương tự sẽ xảy ra với một siêu núi lửa. Đúng là nếu bạn cứ khoan trên bề mặt, bạn sẽ không gây hại gì. Nhưng một khi bạn đi sâu hơn một chút hoặc đánh vào túi hạ nhiệt, hãy sẵn sàng cho thảm họa. Nó sẽ giải phóng các khí rất có khả năng gây ra một loạt vụ nổ siêu mạnh. Trong trường hợp xấu nhất, nó thậm chí có thể kích hoạt một vụ phun trào núi lửa toàn diện. Và bạn đã biết kết quả của một việc như vậy có thể là gì chưa? Từ đài phun dung nham và lở đá nóng chảy cho đến sự thay đổi khí hậu trên toàn cầu. Những điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quyết định khoan sâu hơn nữa trong nỗ lực hạ nhiệt núi lửa hoặc giải phóng áp lực bên trong và ngăn không cho thứ đó phun ra? Nó sẽ còn nguy hiểm hơn. Ví dụ, bạn khoan và vô tình va vào buồng magma. Sau đó, trong khi cố gắng hạ nhiệt núi lửa bằng nước, bạn làm cho đỉnh của khoang magma trở nên mỏng manh hơn trước. Kết quả là toàn bộ cấu trúc trở nên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hoặc việc khoan của bạn có thể dẫn đến việc giải phóng các khí độc hại có xu hướng tích tụ ở đỉnh hồ chứa magma. Và tại thời điểm bạn vô tình để những khí này thoát ra, tốt hơn hết là bạn nên đeo mặt nạ phòng độc che hết mặt. Tất nhiên, bạn có thể tránh được những hậu quả kịch tính như vậy nếu bạn quyết định khoan ở một nơi nào đó cách xa trung tâm của siêu núi lửa. Nhưng một lần nữa, những gã này thì siêu khó đoán. Và không ai có thể tìm ra quy luật của nó một cách chuẩn xác được. Đó là lý do tại sao việc khoan sẽ không xảy ra cho đến khi sự cần thiết của nó bắt đầu vượt quá mọi rủi ro. Việc đã qua, hãy để cho nó qua, bạn biết chứ? Vào năm 2006, núi lửa bùn lớn nhất thế giới Lusi ở Indonesia đã phun trào, thải hàng tấn nước sôi, khí đốt và bùn trong không khí. Hơn 30.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa và di rời. Và núi lửa vẫn không ngừng phun ra bùn. Một số chuyên gia tuyên bố rằng lý do của thảm họa là do việc khoan dầu gần đó có thể gây ra vụ phun trào. Mặt khác, thứ gây ra có thể là một trận động đất đã xảy ra cách đó 175 dặm. Bạn sẽ không bao giờ biết là gì đối với núi lửa. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video này một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè nhé. Và đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và ở lại phía tươi sáng của cuộc sống.